Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, mới đây công an huyện Tĩnh Gia đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển gần 17 kg pháo nổ đi tiêu thụ. Đối tượng bị bắt giữ là Lê Năng Tuyên, sinh năm 1995 ở xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia. Tuyên khai nhận đang làm công nhân tại Hà Nội. Trước khi về quê nghỉ Tết, Tuyên đã mua 12 hộp pháo giàn do Trung Quốc sản xuất, nặng 16,8 kg và vận chuyển về Tĩnh Gia để tiêu thụ. Khi đến cây xăng 888 thuộc địa phận xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia thì bị công an huyện phát hiện và bắt giữ. Mua số pháo đấy từ Bắc Giang và chị số pháo là 2,7 triệu ạ. Vì em muốn Tết thì có tí cho vui nên em lỡ lầm ra em mua, em đi giờ đi biết sai ạ. Thì đối tượng sẽ bị xử lý về hình sự. Hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang tạm giữ đối tượng, và các hành vi của đối tượng này thì sẽ bị hình phạt, có thể bị truy cứu về từ 6 tháng đến 3 năm. Theo lực lượng chức năng, dịp Tết năm nay, lượng pháo thẩm lậu vào địa bàn Thanh Hóa lớn hơn nhiều so với mọi năm, trong đó Tĩnh Gia là một trong những địa bàn trọng điểm. Đến thời điểm này, công an huyện Tĩnh Gia đã phát hiện xử lý 2 vụ vận chuyển pháo nổ trái phép với tổng trọng lượng gần 35 kg, vận động nhân dân tự giác giao nộp 17,3 kg pháo. Trong đợt cao điểm phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thanh Hóa đã tuyên truyền vận động người dân giao nộp nhiều loại pháo và thuốc nổ. Mới đây, hai người dân đã tự giác giao nộp gần 20 kg pháo và thuốc nổ. Trường hợp thứ nhất, anh Nguyễn Tấn Trường, sinh năm 2000, ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tự giác giao nộp 11 kg thuốc nổ đã mua về để chế tạo mìn đánh cá. Anh Vũ Minh Hiếu, sinh năm 1998, ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, cũng mang 6 hộp pháo giàn, tổng trọng lượng 8,5 kg. Số pháo này anh Hiếu mua ở khu vực biên giới phía Bắc để đốt trong dịp Tết. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cũng đã tuyên truyền vận động người dân giao nộp 27 kg pháo các loại, 2 khẩu súng quân dụng, 11 kg thuốc nổ cùng nhiều vũ khí hung khí khác. Sau đây là các thông tin về việc tiêu hủy thực phẩm hàng hóa quá hạn sử dụng và phát hiện bắt giữ thực phẩm bẩn tại huyện Mường Lát và Thọ Xuân. Lực lượng chức năng của huyện Mường Lát vừa tiêu hủy gần 200 kg các loại sữa bột, bánh kẹo, nước mắm, mỹ phẩm quá hạn sử dụng và trên 200 khẩu súng đồ chơi bắn đạn nhựa bị phát hiện qua quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng huyện Mường Lát. Đặc biệt, qua tuyên truyền gian đe, đã có một đối tượng tự nguyện giao nộp một hộp pháo có xuất xứ Trung Quốc có trọng lượng 1,3 kg. Vào lúc 10 giờ ngày hôm nay 30 tháng 1, đội quản lý thị trường số 14 phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an huyện Thọ Xuân đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Lê Viết Vương, trú tại xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, đang vận chuyển 300 kg da và xương trâu biến đổi màu sắc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội quản lý thị trường số 14 đã tiến hành tạm giữ tang vật, tổ chức tiêu hủy bằng hình thức đốt và chôn lấp, đồng thời phối hợp với công an huyện Thọ Xuân lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sức ép từ việc trả nợ lãi cao đã khiến nhiều cá nhân lâm vào con đường phạm tội, nhiều gia đình tan cửa nát nhà vì tín dụng đen. Bi kịch ấy không chỉ diễn ra với con nợ mà không ít người khác cũng bị liên lụy khi đứng tên trên hợp đồng vay hộ cho bạn bè người thân. Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, trường hợp đứng tên vay hộ tiền cho người thân, bạn bè rồi dính bẫy tín dụng đen không phải là hiếm. Nhẹ thì phải chịu sức ép từ bên đòi nợ, dẫn đến việc phải đứng ra trả nợ. Nặng thì mất tài sản, rồi rơi vào vòng luẩn quẩn của việc khó khăn vay nợ. Và đây chính là mảnh đất màu mỡ để tội phạm tín dụng đen hoành hành. Thì bao giờ cái đối tượng cho vay nặng lãi này, người ta cũng làm một cái hợp đồng chuyển nhượng hoặc mua bán. Khi cơ quan pháp luật vào cuộc, nó rất là khó khăn trong thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để phản ánh được đối tượng lợi dụng cái việc chiếm đoạt này. Cái thứ hai là cái sự kiện pháp lý của đối tượng khi mà đến vay tiền đã làm cái thủ tục sang tên đổi chủ mua bán tài sản. Vì thế khi mà xảy ra tranh chấp là nghiêng về phần đối tượng là người ta có cái lợi thế. Trên thực tế, khi lâm vào đường cùng, nhiều con nợ thường mượn các tài sản có giá trị như xe máy, ô tô để cầm cố gán nợ, thậm chí là tìm cách trộm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, người dân cần thận trọng với bất kỳ hoạt động cho mượn, cho vay nào, dù là với người thân hay bạn bè, không đứng tên thế chấp tài sản. Mọi hoạt động liên quan đến giao dịch tài chính cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhằm tránh các rủi ro tranh chấp có thể xảy ra. Công an thị xã Bỉm Sơn vừa đấu tranh bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ngày 25 tháng 1 năm 2019, đội cảnh sát kinh tế ma túy công an thị xã Bỉm Sơn đã phá chuyên án 209T về mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Thanh, sinh năm 1983, trú ở thôn 4 xã Quang Trung thị xã Bỉm Sơn, đang tàng trữ trái phép 0,401 gram ma túy đá. Cùng ngày, tại phường Bát Đình đã đấu tranh bắt giữ đối tượng Trần Cao Cường, sinh năm 1995 ở khu 5 phường Lam Sơn, đang tàng trữ trái phép 0,406 gram ma túy đá. Được biết, cả hai đối tượng trên đều là các đối tượng nghiện ma túy, có mối quan hệ phức tạp, trong đó đối tượng Nguyễn Đức Thanh là đối tượng đã có một tiền án về tội đánh bạc. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân này trong hành trình đến với Cẩm Thủy, ngoài suối cá Cẩm Lương, du khách còn có thêm một điểm mới hấp dẫn, đó là thung lũng hoa ở xã Cẩm Thạch. Nằm cách suối cá thần Cẩm Lương khoảng 2 km, thung lũng hoa Cẩm Thủy có diện tích 6 ha, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc giữa núi rừng mà không phá vỡ cảnh quan tự nhiên. Tuy rằng là mới nhưng mà với năm đầu tiên khi mà mở ra thị trường thì cái lượng khách du lịch đến năm đầu tiên là trên 17.000 lượt du khách trong mấy ngày Tết, nằm trong cái vùng mà có chợ rồng Long Sơn Tự và cái suối cá thần Cẩm Lương thì nó cũng là một bản đạp để phát triển du lịch. Điểm nhấn của thung lũng hoa Cẩm Thủy là 2 hecta hoa tam giác mạch trải rộng, sắc hồng, sắc tím, mang nét rất riêng để du khách ưa thích check-in hay chụp ảnh có thể thỏa thích lựa chọn những khung hình đẹp nhất. Hòa mình giữa cánh đồng hoa mênh mông, chiêm ngưỡng các loài hoa đa sắc màu, du khách sẽ có những phút giây thư thái, được hòa mình vào thiên nhiên, xua tan đi những vất vả của năm cũ, chào đón một năm mới với nhiều niềm vui. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Ngay từ tháng 1 năm 2019, tỉnh Lào Cai cũng đã triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trên tuyến biên giới, các lực lượng chức năng cũng đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát nắm địa bàn trọng điểm, tập trung kiểm tra và xử lý vi phạm về buôn bán hàng cấm, hàng lậu như rượu, hàng giả, vận chuyển trái phép khoáng sản và giám sát chặt chẽ hoạt động tạm nhập, tái xuất, kiên quyết không để hàng hóa thẩm lậu vào nội địa. Rạng sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai đã có mặt tại khu vực gần nhà máy bột ngọt Vedan thuộc địa bàn xã Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngay khi các phương tiện tập kết về chờ đến giờ đua. Bị động, các đối tượng đua xe đã bỏ chạy, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vây bắt được hai đối tượng cổ vũ đua xe trái phép, tạm giữ 6 phương tiện, trong đó có 3 phương tiện là xe đua. Năm nay dưa hấu hình thỏi vàng với giá khá cao do nhu cầu lớn. Giá bán một cặp dưa thỏi vàng loại 1 khoảng 3,5 triệu đồng, còn cặp dưa thỏi vàng loại 2 giá 2,5 triệu đồng, tăng 500.000 đồng một cặp so với cùng kỳ. Theo nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng dưa thỏi vàng năm nay không đạt nên nguồn cung ra thị trường không nhiều. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1, xảy ra vụ nổ lớn tại nhà anh Nguyễn Xuân Đức ở thôn Hoa Đình, xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Vụ nổ đã làm 5 người trong nhà bất động tại hiện trường, trong đó cháu Đặng Bảo Long sinh năm 2004 tử vong tại chỗ. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ có thể do các em học sinh chế tạo pháo nổ trong nhà. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Tại xã Đồng Lâm, huyện Tiền Hải, Thái Bình, vừa xảy ra vụ ngạt khí ga làm 3 người chết. Các nạn nhân gồm anh Lê Xuân Tuân, sinh năm 1990, trú tại Hưng Yên, anh Nguyễn Xuân Gieo, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Hà Nam, và anh Kiều Xuân Cương, sinh năm 1996, trú tại thành phố Hà Nội. Công an tỉnh Thái Bình xác định nguyên nhân cái chết của 3 nạn nhân là do ngạt khí ga bị rò rỉ trong quá trình lắp đặt đường ống. Tỉnh Thái Bình đã quyết định hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình nạn nhân số tiền là 5 triệu đồng. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.